Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Thì hôm nay mình vừa phải đổi một đơn hàng bánh kẹo Lai Phú nha các bạn. Bánh kẹo ấy thì hạn đát cũng đang còn khá là dài. Nó còn tận 3-4 tháng nữa các bạn. Một thùng đấy thì họ trộn nên là sẽ có một vài gói là tháng 10 và một số là tháng 11 và một số là tháng 12. Nhưng mà đợt này bên nhà phân phối họ cảm thấy cái bánh kẹo nó chậm đấy các bạn, nên là họ đến họ hỗ trợ cửa hàng, họ đi tất cả các tuyến, một tuyến tất cả các tuyến đấy các bạn, thì họ hỗ trợ là đổi cái mặt hàng bánh kẹo sang một mặt hàng khác. Khi mà các bạn cảm thấy cái hàng bánh kẹo nó bán chậm quá ấy các bạn. Đấy, nếu mà cửa hàng nào phải muốn bán bánh kẹo đó thì họ sẽ đổi sang một cái đát mới toanh, gọi là đát của tháng 6 hoặc tháng 7, thì nó sẽ rơi ra tầm tháng 4 hoặc tháng 5 năm 2024. Đấy, nhưng mà mình thấy đợt này bánh kẹo nó quá là chậm đấy các bạn, nên là mình bảo họ đổi sang sang thạch. Thì cái quy trình mà đổi hàng khác, đổi một mặt hàng mới, thì các bạn cứ nhân cái giá mà giá nhập đây, ví dụ như cái bánh Lai Phú là giá nhập là 38.000 các bạn, nhân với cái số lượng mà đang còn tồn thì nó sẽ lên cái số tiền mà bên nhà phân phối phải đổi cho mình. Thì mình sẽ giống như mình nhập một cái đơn hàng thạch mới, giá mình sẽ nhân lên sau khi mà trừ tất cả đi, thì lúc nào mà hết không còn cái tiền mà mình đổi nữa thì họ sẽ thôi. Và mình vừa nhận hàng của nhân viên của nhà phân phối mang đến để đổi nha các bạn. Đấy, thì đợt này hàng hóa bánh kẹo rất là chậm. Đấy, nên là những cái mặt hàng nào mà các bạn cảm thấy nó khó bán hoặc là không thể bán được ở khu vực các bạn thì nên hạn chế nhập nha các bạn, để xem tình hình nó vào với thời cuối năm. Đấy, gần dịp Tết thì các bạn hãy bổ sung, vì hiện tại thì mình không hẳn là mình cửa hàng của nhà mình nha các bạn, tất cả các cái cửa hàng hầu như cả nước đều trong cái tình trạng hàng bánh kẹo ý rất là nhiều hãng họ còn không hỗ trợ đổi trả nổi nữa nha các bạn. Đấy, thì một số các mặt hàng không thể hỗ trợ đổi trả nổi, nó bị hết hạn á, thì họ phải bắt buộc phải thứ nhất là cho cá ăn, hoặc thứ hai là gọi là đổ ra sông nha các bạn. Trước 2 tháng nha các bạn, họ đổi sang các mặt hàng khác vì đợt này bánh kẹo hơi là chậm đó các bạn. Đợt này bánh kẹo khá là chậm nên là mình đổi cái thùng bánh Lai Phú 18 gói này sang thạch dài ra giòn để bán cho nó nhanh nha các bạn. Đến 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 này
chưa? Bao nhiêu quái? 25 quái. Ừ. Thì tại vì cái kia là 404 nhưng mà cái đó là anh dư hai cái này. Hai cái này nó đang làm 18. Tôi là ghi 23 cuối nè, 23 cuối nhân 16 để cho mình dễ. 23 nhân 16 của nó là 368.000, với lại thành quả là 2 cuối 8 là 36.000. Đi 280 trừ đi 368 trừ 36 là hết nhá. Đây không có gì cũng có số. Mình vừa mới gọi là trao đổi xong cái đơn hàng này các bạn. Đơn hàng tổng của mình trao đổi là 684.000 các bạn. Đổi hết sang thạch luôn nha các bạn. Vì đợt này mùa hè thạch nói chung là phần bán tốt hơn so với bánh kẹo nha các bạn. Đây, những cái mặt hàng thạch nhà mình thì cũng bán ra được rất là nhiều. Nên là mình đổi sang thạch để có thể thu hồi vốn nó nhanh hơn nha các bạn. Đây. Thì mình cũng muốn làm cái video này muốn chia sẻ với các bạn về tình hình bánh kẹo cũng như là một số các mặt hàng bánh kẹo trong thời điểm hiện tại. Đấy, thì, các bạn mà nhập bánh kẹo thì cũng không nên nhập nhiều các cái hãng làm gì. Hiện tại thì các bạn chỉ cần nhập mấy hãng lớn như Orion, Kindle, Tràng An và một số hàng nhỏ nhỏ chút nhỉ, thì các bạn là nên cân đối để bán hàng cho nó được hiệu quả hơn nha các bạn. Ok các bạn, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video lần sau. Bye bye các bạn.